Rồi, xin chào tất cả các con. Chúng ta sẽ sang cái video tiếp theo nói về trường hợp 2 khi tính diện tích hình phẳng bằng tích phân. Ở trường hợp 1 đó là gì? Một hàm trục OX và hai cận. Hình vẽ minh họa dễ hiểu nhất đó là một hàm, hai cận và trục OX. Nó ra cái hình thang cong. Bây giờ trường hợp 2 là gì? Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số. Hai hàm nhá. Y bằng fx, y bằng gx và hai cận x bằng a, x bằng b. Thực ra thầy chia như thế để chúng ta làm bài tập cho nó dễ hiểu mỗi khi mà đọc đề bài. Chứ còn thực ra cái trường hợp 1 ấy, nó là trường hợp đặc biệt của trường hợp 2. Vì sao? Bởi vì chính cái OX này này, trường hợp 1, Y bằng FX, OX, X bằng A, X bằng B. Còn trường hợp 2, Y bằng FX, Y bằng GX, xong cũng X bằng A, X bằng B. Thì ta thấy không? Cái OX này này, nó chính là Y bằng 0 còn gì nữa. Thì cái 0 này này, nó chính là GX. Hai trường hợp này, bản chất là nó chả khác gì nhau. Nhưng mà thầy chia thế để chúng ta làm bài tập cho dễ, đọc đề bài nó nhanh hiểu. Đối với các bạn mà học khá giỏi thì mọi chuyện nó rất đơn giản. Nhưng đối với các bạn học mà chưa được tốt thì thầy nghĩ là việc chia như thế này nó sẽ có tác dụng cho bọn con rất là nhiều trong việc làm bài tập. Hai hàm à? Thì vẽ cái hình nha. Vẽ cái hình minh họa để cho ta dễ hình dung. Mà để đơn giản thì thầy cứ vẽ nó ở phần phía trên OX đi. Đây. Đây. Hàm GX, hàm FX, cận X bằng A, X bằng B. Nào. Hai cái đồ thị, hai nhát cắt ở hai đầu thì nó ra cái hình như thế này. Cũng gọi là hình thang cong. Thế thì diện tích hình phẳng cần tìm bằng tích phân từ A đến B của trị tuyệt đối FX trừ đi GX DX. Bọn con phải rất nhớ công thức đấy nhá, và vận dụng cho nó đúng. Thế có một chút chú ý ở đây là tại sao lại là trị tuyệt đối thì đợi xong thầy nói. Và cũng phải hiểu ở đây tại sao lại là trừ mà không phải là cộng hay nhân. Thì đây nháp vào đây, S gạch có phải là nó bằng cái phần S gạch này này, thì nó bằng S của A, B, C, D. Hình thang to tính đến trục OX. A, B, C, D trừ đi diện tích của cái hình thang A, B, E, F. Hình thang to trừ đi hình thang trắng thì ra phần gạch trừ đi A, B, E, F. Đó. Thế mà A, B, C, D là cái hình thang nào? A, B, C, D là hình thang giới hạn bởi FX, trục OX và hai nhát cắt ở hai đầu. Vậy nó sẽ bằng tích phân từ A đến B của FX, DX trừ đi tích phân từ A đến B của cái hình thang trắng A, B, E, F là giới hạn bởi GX, OX và hai nhát cắt hai đầu GX, DX. Trên hình vẽ là F và G nó dương sẵn rồi thì thầy để thế này thôi, không có trị tuyệt đối. Và nếu mà ta nhóm nó vào thành AB thì bên trong sẽ là FX trừ GX DX. F trừ G nhá. Rồi. Thế thì trong trường hợp nào mà lại phải có trị tuyệt đối? Hình vẽ này là thầy cho F nó nằm trên, G nó nằm dưới, tức là F lớn hơn G thì F trừ G nó được luôn. Từ A đến B là F nó lớn hơn G. Thế còn cái hình vẽ như thế này này,
Hình vẽ như thế này này. Đấy, cứ thế đi. Tất nhiên nó có thể cắt nhau nhiều, nghiệm thì kệ nó nhé. Nhưng cái mà thầy hỏi ấy là từ A đến B và đồ thị hàm F, hàm G thì nó ra cái hình nào? Đây, từ A đến B. Từ A đến B. Đó, của hai hàm FG. Thì như vậy diện tích ở đây vẫn được tính tích phân từ A đến B. Nhưng ta để ý không? Đối với hàm F, hàm F là cái đường này đúng không? Thì đây, F nó lớn hơn G tính cho đến cái đoạn này C. Nhưng mà sang từ C đến B thì G nó lại ở trên và F nó lại ở dưới. Vậy nhá, diện tích ở đây ta phải hiểu là gì? Từ A đến C sẽ là hàm F trừ hàm G, F trừ G dx. Nhưng tích phân từ C đến B sẽ phải là gì? G trừ F, G trừ F dx. Đó, lúc thì F trừ G, lúc thì G trừ F. Và cái chỗ đó thì công thức chung người ta sẽ có thể viết thành từ A đến B trị tuyệt đối của F trừ G dx. Nhớ chưa nào? Nha. Chuẩn công thức đây. Đó. Và nếu bạn nào mà nhớ lung tung ấy thì cái công thức sai là công thức nào? Diện tích hình phẳng bằng tích phân từ A đến B trị tuyệt đối của Fx trừ trị tuyệt đối của Gx dx. Đây là công thức sai. Chẳng may có lúc thì nó đúng, nhưng mà có lúc thì nó sai. Nhớ chưa? Làm trắc nghiệm mà không nhớ công thức là nó sẽ sai kết quả. Mà sai kết quả trong trắc nghiệm là được 0 điểm luôn. Thế còn cũng có cái kiểu bài là nó cho vài cái công thức ra, nó hỏi đâu là công thức đúng. Thì cái công thức đúng là công thức đầu tiên này này. Nhá. Rồi, cái này sai, bỏ đi. Ta hình dung được cái giải thích của thầy xem là tại sao lại là F trừ G chưa? Và tại sao lại là trị tuyệt đối chưa? Dấu trừ nhá, không phải dấu cộng đâu. Trị tuyệt đối là bởi vì FG nó có thể trên dưới hoặc dưới trên thì tùy nhá. Ví dụ nếu đề bài mà nó cứ cho hai hàm. Đây. Hai hàm đúng không? Rồi. Tính hình phẳng, tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi y bằng x bình, y bằng x cộng 2 và cận trừ 2 và cận 3. Sau khi đọc đề bài, mình thấy là hai hàm, hai cận, mình không cần quan tâm hình vẽ, mình cứ viết luôn. Diện tích cần tìm là tích phân từ trừ 2 đến 3 trị tuyệt đối F trừ G x bình trừ đi x cộng 2 dx. Đó. Thế viết hẳn ra thì nó bằng tích phân trừ 2 đến 3 trị tuyệt đối x bình trừ x trừ 2 dx. Cách 1, bấm máy nếu mà chỉ cần kết quả. Cách 2, nếu mà phải làm tử tế ra, trình bày dài dòng tự luận ra thì chúng ta sẽ phải xét dấu cái này. Làm nhanh ở đây nhá, xét dấu này. Nghiệm của cái này là gì? Trừ 1 và 2 trong trái, ngoài cùng. Trong khi đó cận của mình là từ trừ 2 cơ mà. Trừ 2 đến chỗ này 3. Như vậy chỗ này tách thành tích phân khá là dài đấy. Ta sẽ phải tách nó thành tận 3 tích phân. Ta nhìn cái trục mà thầy xét dấu không? Có hiểu cái phần lớp 10 này không? Tích phân của mình sẽ tách ra là bằng trừ 2 đến trừ 1. Dấu dương. Dấu dương thì để luôn là x bình trừ x trừ 2 dx. Cộng tích phân trừ 1 đến 2. Nhưng mà dấu của fx là âm. Âm mà phá trị tuyệt đối.
thì đổi là trừ x bình cộng x cộng 2 dx. Và phân thứ ba từ 2 đến 3. Và hàm ở đây là dương. Dương thì là x bình trừ x trừ 2 dx. Sau đó tìm nguyên hàm ra. X mũ 3 trên 3 trừ x bình trên 2 trừ 2x thay cận từ trừ 2 đến trừ 1 cộng vân vân nhá. Cái chỗ này chân tay thôi, thầy không viết nữa, nó không cần thiết. Và chú ý tiếp theo cho phần này vẫn là gì? Chú ý nếu đề cho thiếu cận thì ta đi tìm cận, bởi tìm cận bằng cách xét phương trình hoành độ giao điểm. Trong cái trường hợp 2 này là thầy đang xét hai hàm số y bằng f và y bằng g. Vậy phương trình hoành độ giao điểm là fx bằng gx. Sau đó giải ra x. Giải ra x. Thì ta lấy đó làm cận. Nếu người ta cho một cận rồi mà thiếu một cận thì mình tìm thêm một cận. Nếu mà chưa cho cận nào, chỉ cho mỗi hai hàm thôi, thì mình cứ cho bằng nhau, mình giải ra các x. Sau đó vẫn theo nguyên tắc của trường hợp 1, lấy cái nghiệm bé nhất làm A và lấy nghiệm lớn nhất làm B. Ví dụ, đây thầy cho chúng ta một ví dụ nha. Trường hợp thiếu cận à. Đây. Hình phẳng giới hạn bởi y bằng 2 trừ x bình và y bằng trừ x. Đấy. Đề bài nó chỉ cho là hai cái đồ thị thôi. Không cho cận gì cả. Thì ta hình dung rằng đây là một cái parabol. Đây là parabol mà quay xuống trừ x bình mà. Và đây là một cái đường thẳng y bằng trừ x, chéo về này, y bằng trừ x. Và đây là parabol, cắt ra hai cái nghiệm và hình phẳng giới hạn đây. Tích phân là sẽ tính từ cận này đến cận này của hàm này trừ hàm này nhá. Thì bây giờ mình cũng không quan tâm hình vẽ. Giả sử là mình đi làm bài tập mà bọn con không biết vẽ hình ấy. Thầy biết thì thầy vẽ nhanh thôi, chúng ta không biết thì không cần vẽ. Phương trình hoành độ giao điểm 2 trừ x bình là bằng trừ x, chuyển vế là x bình trừ x trừ 2 bằng 0. Bấm máy ra là x bằng trừ 1 và x bằng 2. Sau khi có hai cận thì diện tích hình phẳng bằng tích phân từ trừ 1 đến 2 trị tuyệt đối của f trừ g. Mình cũng không cần quan tâm trên hình vẽ là cái gì nó lớn hơn, cái gì nó trên, cái gì nó dưới. Mình cứ trị tuyệt đối của f trừ g dx trừ g nhá. Thì viết đây là cộng. Rồi đến đây sắp xếp lại cho nó cẩn thận nào. Trừ 1 đến 2 trị tuyệt đối của trừ x bình cộng x cộng 2 dx. Cách 1 bấm máy. Cách 2 phá trị tuyệt đối. Bài này phá trị tuyệt đối nó đơn giản, bởi vì đây là hai cái nghiệm rồi, trong trái ngoài cùng phá ra nó chỉ có một dấu thôi, một giá trị tuyệt đối thôi, một tích phân thôi, không phải tách làm 2-3 tích phân đâu. Rồi trường hợp 2, hai hàm hai cận. Thầy hướng dẫn chúng ta làm bài tập như vậy. Công thức chuẩn ở đây rồi nha. Trong vở bọn con đánh dấu nó vào, đóng khung vào, học thuộc. Còn một cái trường hợp chú ý nữa mà có lẽ thầy lại phải tách sang một cái video tiếp theo. Đó là trường hợp hình phẳng giới hạn bởi từ 3 cái đồ thị trở lên thì sao? Chúng ta sẽ không thể áp dụng hai công thức vừa rồi đâu nhá. Xin chào các con, chúng ta sẽ gặp nhau ở video tiếp theo.